Thưa quý vị và các bạn, An Giang được biết đến như là vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long với nền kinh tế chủ lực về cây lúa và con cá. Và trong những năm gần đây thì An Giang còn biết đến như là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và ngoài nước với những địa điểm du lịch tâm linh và sông nước miệt vườn. Và An Giang còn là một trong những tiềm năng về nguồn lao động của đồng bằng sông Cửu Long. An Giang là tỉnh có dân số khá đông, đứng hàng thứ 6 của cả nước với gần 2,2 triệu người. Số người trong độ tuổi lao động chiếm trên 60% dân số. Nên nguồn lực lao động vàng của tỉnh cũng khá dồi dào. Hàng năm có khoảng 22.000 người bước vào tuổi lao động. Trong những năm gần đây, An Giang đã thực hiện nhiều chương trình giải quyết việc làm cho nhiều đối tượng lao động. Và một trong những giải pháp hữu hiệu giúp cho người lao động có việc làm ổn định, nâng cao tay nghề và đặc biệt là thu nhập cao, đó là việc đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng ở các thị trường có tiềm năng. Để giúp cho người dân có thể thoát nghèo bền vững thì chúng ta vừa đào tạo nghề để giải quyết lao động ở nông thôn, vừa đào tạo nghề để cung ứng một cái lực lượng công nhân bổ sung cho các cái xí nghiệp, các cái nhà máy, các khu công nghiệp. Hiện nay thì tỉnh cũng đang quan tâm đến đó là đào tạo nghề để mà xuất khẩu sang các cái lao động sang các nước có thu nhập cao. Từ năm 2003 đến năm 2011, tỉnh thực hiện đề án xuất khẩu lao động, thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Từ năm 2016 đến nay, tiếp tục thực hiện đề án tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016-2020, với tổng kinh phí hơn 52 tỷ đồng. Từ đó, đã có nhiều chương trình hỗ trợ đề án được mở ra. Đặc biệt, trong tháng 7 năm 2018 vừa qua, Tập đoàn Sao Mai đã ra mắt Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Truyền thông Quốc tế, gọi tắt là MEF, có trụ sở chính tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Bên cạnh đảm nhận mảng truyền thông, đầu tư tài chính, MEF còn là công ty duy nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp phép hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động theo hình thức trực tiếp mà không qua đơn vị trung gian. Với định hướng đưa lao động có tay nghề vào làm việc tại các quốc gia có nền kinh tế, khoa học, kỹ thuật phát triển, thị trường đầu tiên MEF hướng đến là Nhật Bản. Hiện nay thì công ty MEF cũng là một trong những cái công ty duy nhất đồng bằng sông Cửu Long và trực thuộc của tập đoàn Sao Mai. Thì bên công ty MEF thì cũng đang cố gắng là một trong những thành viên tiêu biểu về lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn. Thì đối với lĩnh vực này là lĩnh vực mang tính chất là xã hội và công ty cũng không đặt nặng vấn đề là về vấn đề doanh thu mà chủ yếu là nhằm vào giúp vấn đề địa phương phát triển là kinh tế địa phương. Thế thì kế hoạch năm 2019 thì công ty cố gắng là tìm chọn được những cái nơi làm việc, những cái công việc có tính gọi là chiến lược cho vùng, về lao động cho vùng. Hiện MEF đã thành lập văn phòng đại diện tại Tokyo để làm đầu mối liên lạc và hỗ trợ mọi thông tin và giải đáp những vấn đề từ thị trường lao động nơi đây. Đặc biệt, MEF đã liên kết với các trường cao đẳng nghề trong và ngoài tỉnh, đào tạo chuyên môn theo chuẩn giáo trình của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ của công ty sẽ dạy ngoại ngữ, Nhật, Trung, Hàn đạt trình độ phổ thông, đàm thoại, viết cho các ứng viên, đồng thời trang bị kỹ năng sống, trau dồi kiến thức văn hóa ứng xử, làm việc để người lao động dễ dàng hòa nhập với môi trường sống ở nước sở tại. Hiện MEF đang đào tạo cho gần 100 thực tập sinh theo chương trình tu nghiệp sinh Nhật Bản. Đã có 20 ứng viên đầu tiên trúng tuyển đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, dự kiến vào tháng 3 năm 2019 sắp tới. Cũng có tìm hiểu ở các cái công ty khác ở trên Sài Gòn, nhưng mà em cảm thấy ở Sao Mai thì em được gần nhà, với lại cái môi trường làm việc, cái môi trường học tập ở đây nó rất là tốt, cho nên em đã lựa chọn ở đây này. Em vào đây là khoảng vào lúc tháng 10, thì em học khoảng 2 tháng thì em thi đậu phỏng vấn. Thì em đang đợi ngày để mà xuất cảnh. Thì em có tìm hiểu qua thì chi phí của công ty MEF trong này là rẻ hơn rất nhiều so với cái chi phí ở ngoài đó. Nên là em đã lựa chọn. Và sau khi mà vào trong này học một thời gian thì em thấy là cái lựa chọn của em là đúng. Vì không những là cái chi phí nó rẻ, thấp hơn, mà thứ hai nữa là cái cơ sở vật chất, mặc dù là công ty mới
mặc dù là công ty là mới thành lập về cái lĩnh vực này, nhưng mà gọi là cái cơ sở vật chất và cái đội ngũ giáo viên rồi cán bộ của trung tâm thì rất là nhiệt tình. Hiện tại thì em đã đậu đơn hàng về ô tô và dự kiến là tháng 3 là bọn em sẽ bay. Riêng đối với công ty thì công ty cũng dựa vào những hoàn cảnh, tùy vào hoàn cảnh của từng học viên, của từng ứng viên, thì công ty cũng có một số cái chương trình cụ thể. Thì về hỗ trợ tài chính thì công ty cũng đã có được một số chương trình để làm sao mà học viên có đủ chi phí trang trải trong suốt thời gian là sinh hoạt, học tập ở tại trung tâm của công ty. Kế tiếp đó là công ty cũng hỗ trợ, cũng cam kết rằng là đối với những tu nghiệp sinh là về Việt Nam sau khi mà thực hiện là hết hợp đồng thì công ty cũng sẽ có chính sách là thu nhận hoặc là giới thiệu cho những cái tu nghiệp sinh này làm việc ở những cái nơi mà phù hợp với học viên nhất. Cùng với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, công tác tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc ở nước ngoài được tỉnh quan tâm như ban hành các chính sách hỗ trợ và cho vay vốn. Mẹ ơi thôi giờ con đi được mới xuất khẩu lao động Nhật mình được. Tao hỏi làm sao đi yên không con này. Mẹ yên tâm đi đi có làm sao mình đi nhà nước đưa mình đi chứ phải mình đi khơi ngoài đâu sợ. Nó làm bánh cũng ổn định lắm được, nó làm bánh cũng có người dìu dắt thương lắm. Thì nó đi được thì mình khỏe hơn, nó khỏe hơn nhiều hơn hồi lần khổ cực này kia mà lam lũ lắm. Bây giờ thì khỏe rồi. Nói chung là khoảng từ năm 2017 cho đến nay thì năm nào xã Vĩnh Trạch cũng có cái số lượng người dân là xuất khẩu lao động theo hợp đồng ở các nước như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, nhân dân thì mỗi một năm khoảng 10 đến 20 cái lao động được xuất khẩu đi các nước. Nói chung thì cái tỷ lệ này nó cũng là góp phần đáng kể cho cái việc mà tăng thu nhập bình quân đầu người của người dân nông thôn. Qua đó thì cái lao động làm việc sau một năm thì có thể gửi tiền về cho gia đình để mà cải thiện cái cuộc sống gia đình, và sau khoảng 3 năm hết cái hợp đồng xuất khẩu lao động thì cái người lao động sẽ có một cái nguồn vốn là tương đối lớn để mà về tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Cùng với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, công tác tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc ở nước ngoài được tỉnh quan tâm như ban hành các chính sách hỗ trợ và cho vay vốn tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tăng thu nhập, nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động và nguồn nhân lực của tỉnh. Trong thời gian vừa qua thì Ủy ban tỉnh cũng đã làm việc với các cái tổ chức mà tiếp nhận lao động từ các nước như là ở Nhật Bản, như ở Hàn Quốc. Sắp tới đây cũng sẽ tiến hành ký kết để đào tạo để đưa cái lực lượng lao động ở chúng ta sang để mà xuất khẩu sang các quốc gia này. Ở đây thì hiện nay thì bình quân như vậy thì mỗi một năm thì tỉnh chúng ta đưa đi khoảng 200 lao động. Chúng ta thấy còn quá ít so với lại một số các tỉnh lân cận. Sắp tới đây thì là cũng sẽ đẩy mạnh cái khâu này. Một năm vậy mục tiêu ta đặt ra là cũng phải đưa cả ngàn, 1.000 lao động sang các quốc gia này. Như vậy thì sau 3 năm tức là tham gia lao động với các thị trường này thì thứ nhất là có thể là vừa giúp cho phát triển kinh tế gia đình. Nhưng mà điều quan trọng hiện nay tỉnh mong muốn là gì? Tức là mang cái khoản tiền về để trang trải, để phát triển kinh tế gia đình. Nhưng mà tỉnh cũng mong muốn rằng một cái mục tiêu hướng đến là lao động này sẽ mang về những cái kiến thức mà họ đã tham gia lao động ở từ bên cái quốc gia bên kia, để với cái số tiền mà họ có thể lao động mấy năm ở nước ngoài đấy, có thể tự khởi nghiệp từ chính cái nghề nghiệp mà mình đã tham gia lao động ở bên kia. Hiện nay, nhu cầu làm việc tại các nước có nền kinh tế phát triển đang thu hút được sự quan tâm của nhiều người, và xuất khẩu lao động từ lâu được xem là một trong những giải pháp tích cực để góp phần giải quyết nạn thất nghiệp, nâng cao thu nhập, giúp lao động trẻ có tay nghề, tiếp cận với môi trường làm việc văn minh hiện đại. Và kỳ vọng của việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của tỉnh An Giang là sau khi hoàn thành thời gian lao động ở các nước tiên tiến, người lao động có được nguồn vốn nhất định, cùng với kiến thức có được trong quá trình làm việc. Khi về nước, người lao động có thể khởi nghiệp, giúp ổn định kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang.